Vâng, em xin chào toàn thể quý chị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Đức Hải Dương. Mới nhất trong cái buổi chiều muộn ngày hôm nay thì bên em lại tiếp tục về thêm một cái mẫu xe sedan 5 chỗ ngồi. Một cái dòng xe của Chery Cruise được sản xuất năm 2010 với phiên bản số tự động. Và với mẫu xe này thì hiện tại bên em Đức đang chào bán ở giá hơn 200 triệu đồng. Anh chị và các bạn nào muốn xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm cái mẫu xe Chery Cruise này thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương các bác nhé. Anh chị và các bạn liên hệ trực tiếp với em Đức qua số điện thoại là 0962 567089 và một số là 0975 567089 thì để được tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Chery Cruise ngày hôm nay. Một chiếc xe sedan 5 chỗ ngồi với cái mẫu xe form dáng khá đẹp. Chiếc xe này thì em Đức sẽ bảo hành cho quý anh chị và các bạn là xe không đâm đụng, không tai nạn, không tỉ kích. Đấy, máy êm gầm chắc, điều hòa mát, số rất là mượt mà các bạn nhé. Chiếc xe này tổng thành nội thất và bên trong bên ngoài anh chị và các bạn là chúng ta về sẵn đi thôi. Một chiếc xe form dáng khá đẹp. Form cực đẹp các bạn nhé. Và điều đầu tiên thì em sẽ cho anh chị và các bạn xem khoang động cơ đầu tiên của chiếc Chery Cruise này. Đây các bạn nhìn này, động cơ thì khá là sáng và đẹp các bạn nhé. Đấy. Già máy rất đẹp luôn. Và chiếc xe này thì em Đức sẽ bảo hành cho quý anh chị và các bạn là xe không đâm đụng, không tai nạn, không tỉ kích. Đấy. Đây các bạn nhìn này. Toàn bộ là đầu răng các bạn nhé, tem nhà sản xuất này các bạn ạ. Một chiếc xe ốc cabo các bạn ạ, chưa dài các bạn nhé. Và đây phần cao chỉ rồi các bạn ạ. Bảo hành cho quý chị và các bạn là xe zin cả xe luôn. Cao chỉ đây. Một chiếc xe đèn của chiếc Chery Cruise này là khá là sáng anh em nhé, rất trong và sáng luôn. Đấy. Đấy. Mặt cản ga lăng khá lớn, sản xuất 2010 với phiên bản số tự động. Máy rất đẹp luôn anh em nhé. Giá hơn 200 triệu đồng. Và với cái mẫu xe này thì gương zin anh em ạ, gương zin này. Đấy. Chiếc xe còn khá là đẹp, rất là mới luôn anh em nhé. Nội thất rất ok. Vâng. Ghế da này các bạn ạ. Hộp số tự động anh em nhé, hộp số tự động. Loa đài nguyên bản theo xe. Đấy. Xe được trang bị phanh ABS túi khí. Trần của nó anh em ạ, trần của nó này. Và với mẫu xe này thì keo chỉ còn zin hết anh em nhé, còn zin hết luôn các bác nhé. Đinh tán nhà sản xuất đây. Một chiếc xe khá là ok. Loa chiếc này thì nghe rất hay luôn. Xe này là không chạy dịch vụ, không chạy taxi. Đây, ốc zin được luôn anh em ạ. Keo chỉ có lo nguyên bản luôn theo nhà sản xuất. Ghế da, bộ ghế da rất ok anh em ạ. Chiếc xe còn khá đẹp anh em ạ, trần này anh em ạ. Chiếc xe này độ nguyên bản rất là cao. Và đây các bạn nhìn này, chưa có bị mò mọt gì anh em nhé. Đấy, nguyên bản luôn. Và em sẽ soi qua phần gầm bệ sắt xi ở bên phụ cho các bác xem này. Các bạn nhìn này.
thẳng tưng luôn anh em, thẳng tưng 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 luôn đấy, thẳng tưng 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 luôn. Đây là bộ la răng đúc khoanh hai bé trong bó cứng bên trong anh em nhá, và lốp thì khá là dày dặn luôn anh em này, khá là dày luôn đấy. Tổng thành chiếc xe này quý anh chị và bạn mua về sử dụng ngay, khoanh hai bé trong bó cứng này, lốp rất là dày. Đây là cụm đèn pha đằng họ ngồi sau anh em ạ. Xe ăn, các bạn nhìn này, rất mỏng luôn anh em nhé, tưng luôn. Và cúp của nó này các bạn này, cúp của nó rất đẹp nha anh em nhé. Đấy, lòng sơn trong của cái cúp này chưa bị mò mọt, bác chủ nhân rất là giữ gìn, không bị sứt sẹo gì anh em nhé, người rất kỹ tính. Đây, lý đây, thường cái cúp này rất bẩn luôn nhưng mà chiếc xe này khá là đẹp. Toàn bộ máng nước của đuôi xe đây anh em ạ. Đấy, keo chỉ nó đây các bạn ạ. Xe độ nguyên bản rất là cao theo nhà sản xuất. Đấy, đinh tán nhà sản xuất này các bạn ạ. Cụm đèn hậu rất là sáng anh em nhé, không bị đục mà không bị vỡ luôn. Chiếc xe này em Đức thấy là khá là đẹp anh em. Và đây là cái phần bô của nó này các bạn ơi, bô rất mới anh em nhé. Đấy, thường thì cái dòng bô này nó hay bị mọt nhưng mà chiếc xe này em đánh giá là đi khá là ít. Một chiếc xe Chevrolet Cruze 2010 với phiên bản số tự động anh em nhé. Bộ ghế da của nó rất là ok luôn anh em ạ. Một chiếc xe chúng ta về sẵn đi thôi. Không bị mò mọt gì anh em nhé, xe rất đẹp. La răng đúc 5 quả theo xe, lốp rất dày luôn. À, chiếc này thì em được đánh giá là khá là ok. Quý anh chị và bạn này, ốc áp đây các bạn này, xe còn rất đẹp. Và em Đức sẽ nổ máy để cho chị và các bạn nghe tiếng động cơ. Đồng hồ trước này thì báo không một lỗi gì anh em nhé, chỉ có một cái lỗi là hết xăng là không đi được thôi. Đấy, loa đài thì nguyên bản theo nhà sản xuất luôn. Đấy, xe còn rất đẹp. À, gương kính chỉnh điện anh em nhé, gương kính chỉnh điện. Đấy, đây, keo chỉ của nó là zin hết đấy anh em nhé, zin cả xe luôn. Đấy, chiếc này thì em được đánh giá khá đẹp. Đây các bạn nhìn này, gầm bẹ sexy đây, không có bị mò mọt gì anh em nhé, không bị mò mọt gì luôn. La răng đúc và nhai với trong một cứng anh em này, lốp rất là dày. Và chiếc máy cái khoang động cơ của chiếc Chevrolet Cruze này thì máy nổ rất là êm anh em nhé, rất là êm luôn. Đấy, và không có một giọt hơi thừa nó anh em nhé, không có một giọt hơi thừa nào, máy nổ êm thít luôn. Đấy, với cái động cơ nổ rất là thì thầm luôn. Đây anh em nhìn này. Đấy, ốc của cái trợ lực nguyên bản luôn anh em nhé, chưa có ra con ốc nào cả. Đấy, chiếc xe độ nguyên bản rất là cao theo nhà sản xuất. Tôn vỏ khá là mỏng. Quý anh chị và bạn nhìn này, một chiếc xe nó rất là đẹp luôn. Đấy, cực đẹp luôn các bác nhá. Bảo hành cho quý anh chị và các bạn trên toàn quốc là xe không đâm đụng, không tai nạn, không tử kích. Xe không chạy dịch vụ, không chạy taxi. Đấy,
bóng gầm luôn anh em nhé, khá đẹp. Với cái mẫu xe Cherokee Cruze này thì hiện tại bên Nam Đức đang chào bán giá là 286 triệu đồng. Trong đó là đã có phí rút hồ sơ hoặc công chứng ủy quyền cho tất cả quý anh chị và các bạn trên toàn quốc. Anh chị và các bạn nào muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc ga Phú Thái Kim Thành Hải Dương. Liên hệ trực tiếp với em Đức qua số điện thoại là 0962 567089 hoặc là một số nữa là 0975 567089 để được tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Cherokee Cruze này. Đấy, anh chị và các bạn nào chúng ta muốn làm trả góp hỗ trợ ngân hàng thì cũng đều được các bác nhé. Đấy, với những cái dòng xe cũ này thì thường ngân hàng người ta chỉ làm cho chúng ta giá trị xe có khoảng tầm 60 đến 65% để anh chị và các bạn vay và được sở hữu những cái mẫu xe ô tô của bên Nam Đức. Và với chiếc xe hiện tại Cherokee Cruze này thì xe là độ nguyên bản theo nhà sản xuất rất là cao. Đấy. Bên Nam Đức thì rất là nhiều xe cho các bạn lựa chọn nhá. Mẫu xe từ vài chục triệu cho đến vài trăm đều có, đủ đáp ứng cho tất cả quý anh chị và các bạn mua về để sử dụng gia đình. Và một lần nữa em Đức rất cảm ơn quý anh chị và các bạn trên toàn quốc luôn luôn theo dõi kênh mua bán ô tô của em và đồng hành cùng với kênh mua bán ô tô của em suốt thời gian vừa qua. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn quý anh chị và các bạn những video sau. Vâng, em Đức xin chào quý anh chị và các bạn nhé.